Mà Làm Hết Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mà Làm Hết Bình Dương ha. Thì một chiếc xe mà đến mà thấy có dàn vệ sĩ ra đón thì chắc chắn đây là một cái người nghệ sĩ nha. Đó, thì nói chung là cũng rất là dễ đón ha. Bà xã hai cầm hộ anh cái điện thoại rồi. Anh đoán ra được ai không? Trấn Thành à? Hả? Trấn Thành không? Trắng Xìn hả? Tôi đang... Phải không? Xìn không? Đi ăn rồi vô. Đêm cuối mà. Ủa, đồ đi hẳn được anh ơi. Được. Gì đó giống như mình luôn á. Thì hồi nãy em cũng đi ngang qua cái hỏi mấy anh vệ sĩ có đi qua đường là được. Mai đi theo quay cho bà con xem mà ok nha. Nãy giờ rất là nhiều cô chú chị muốn coi ngày mai, thì ngày mai tất cả những anh em vào đây sẽ phục vụ cho bà con. Ngày mai mọi người sẽ coi một luồng live trực tiếp đến từ 500 anh em. 500 anh em cực kỳ nóng luôn. Ngày mai mọi người sẽ thấy là toàn cảnh luôn. Coi có nghệ sĩ nào tới thì không biết là ekip 2 ngày 1 đêm có ngủ lại tối nay không ta. Nếu mà ngủ lại rồi mình cũng ngủ lại đây luôn hả? Mình cũng ở đây luôn. Ủa, nếu mà ngủ lại là tụi em khả năng cao ngủ lại nha bà con. Chứ nãy giờ em mệt rồi đó, em buồn ngủ rồi. Em quay đi. Bây giờ nói là chờ bây giờ anh Trường Giang rồi Hiếu thứ hai là có ra không? Hiếu thứ hai hình như là gì ta? Chồng mà. Chồng của Hiếu lắm mà. Thầy chào tiếp ạ. À đúng rồi. Cho em xin giới thiệu cái nha, ngày mai em biết chắc chắn là những cái clip này bà con sẽ đăng lên TikTok rất là nhiều. Nên thành ra những ai đang xem ở những cái luồng khác nhau thì nhớ đăng ký kênh của em nha, Lực Vlog nha. Đó, Lực Vlog người đưa tin, Lực Vlog người đưa tin, Lực Vlog người đưa tin. Tu. Xe này sang nha. Xe này xịn nha. Ôi, cái này là có thể là lấy nhá kỳ, chị kỳ đúng không? Xe này em chắc chắn luôn, xe sang chỗ này là chỉ lấy nhá kỳ thôi. Chỉ lấy nhá kỳ nè. Rồi. Mọi người coi ai mọi người? Đang có khách tới nè, cô chú anh chị. Nhảy đèn. Đó, nhảy đèn nữa ha. Chắc chắn là một người nghệ sĩ nổi tiếng ha. Cứ ai mà nổi tiếng tới là nhảy đèn những người. Nổi tiếng. Nói chung là nhưng mà mình là nói chung mấy anh em mình cũng khả năng là đó đoán ra ha. Xe này rất là sang nha. Vẫn thấy nói chung là mình cũng không trách được cái nhiệm vụ của mấy anh cái gì đang xem tại vì mọi người đều có cái nhiệm vụ khác mà vệ sĩ họ cũng làm theo cái nhiệm vụ thôi. Mẹ vợ Dương Bảo Lâm. Anh em quay cái máy ra đây là nó không nhảy đâu. Quay xe rồi. Quay xe thì tắt rồi. Bà đã luôn. Lia quay xe là tắt rồi. Quay ngược qua đi anh báo. Đó. Nhìn là biết là cái màu mai mốt mình sẽ thấy vậy. Nói chung là cái xe đó của ai quý vị? Quý vị có biển số xe bằng người biết của ai không? Hơn 2.000 của chú chị ơi. 2.000 chắc nhìn ra ha. Xe đó bao xịn luôn á. Toàn là nghệ sĩ nổi tiếng mà ha.
Đó thì mình ở đây mình cứ ngóng nha, trong đi ha. Đây, cái ra này khó nha. Thường mấy cái đèn chớp chớp này là người ta dùng để khi mà cầu cứu gì đó. Cái đèn này là ít có ai sử dụng cái loại đèn mà chớp chớp này ha, trừ khi cái trường hợp khẩn cấp á. Chứ cái đèn này mà ở ngoài đường mà chiếu kiểu này là không thấy đường mà chạy xe luôn á. Ờ, mấy cái đèn này để khẩn cầu cứu hay gì đó, em biết á, là như là khẩn cấp á. Ô, không ai làm lơ hết ta. Báo ra làm lơ đi. Nguyên vàng luôn ha. Dạ, nguyên vàng diễn viên ra luôn á. Đó, chuẩn bị chớp đèn nè. Rồi cái này chớp hết hết đường luôn á. Cũng phải múa đâu. Quay cái phải múa đâu, múa hoài vậy. Cái đèn chớp lại đây thì cũng đâu chớp được nữa, đúng không? Không thấy gì luôn. Không thấy gì luôn. Phải không? Lần đầu em mới thấy cái cảnh này. Lần đầu em mới quay phim mà thấy vệ sĩ lấy mấy cái đèn này dòi dòi dòi. Lần đầu em mới thấy cái cảnh này. Nói chung là mấy anh làm cũng nhờ cái nhiệm vụ của mình mà. Nói chung là mình cũng không có trách được, tại vì mấy anh làm cũng theo cái nhiệm vụ của cấp trên của mấy anh thôi. Bây giờ là 23:01 ha, đúng 11 giờ tối rồi. Rồi đến đây thì mình làm hết. Bình Dương xin phép là khép lại cái video này ha. Cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình làm hết nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.